lời chào thân ái và chúc cho các bạn đón những ngày tháng thật là vui tươi, nhộn nhịp đúng với cái tuổi của các bạn và có một cái sức sống mới tôi đổ trên tất cả các bạn. Các bạn là những người đang sở hữu rất nhiều những cái tài sản mà Đức Trời ban cho đó, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Chúng ta tin chắc là trong cái đoạn mới này thì Hội Thánh Phôn Thần Lành Việt Nam Chúa sẽ đem đến rất nhiều các bạn trẻ, sẽ là những người lãnh đạo của đất nước Việt Nam, sẽ là những người lãnh đạo ở trong Hội Thánh của Việt Nam, và cứu lành sẽ được đổ qua cái đời của các bạn. Chào các bạn thân yêu, cảm ơn Chúa đã dịp để muốn nói với các bạn về đời sống tương lai các bạn. Ngày mai như thế nào là quyết định ngày hôm nay. Đầu tiên là thứ nhất, các bạn phải có một ước mơ lớn lao, phải có một khái tượng đến từ Đức Chúa Trời, và Đức Trời sẽ dùng những con người và Ngài sẽ làm những việc lớn lao phi thường trong một con người và qua một con người và với một con người khi con người đó đau phục và bước đi theo ý muốn của Ngài. Hallelujah! Chúc các bạn thành công. 20 năm về trước, Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời của tôi trong một chương trình trại hè. Thì Ngài cũng là đấng mà sẽ biến đổi cuộc đời của các bạn trong kỳ trại hè The Future Days, tạo nên những ngày của tương lai. Mình xin Chúa ban phước lên cho các bạn và gặp gỡ được chính đấng nắm giữ tương lai của các bạn. Hallelujah! Cảm tạ Chúa, bởi vì tưởng chừng như khi kết thúc của một con người thì đó lại là khởi đầu của Đức Chúa Trời. Bởi vì không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được, và mọi sự đều được cho kẻ tin. Và các bạn trẻ yêu quý, hãy quyết định bước tới theo đức tin ngày hôm nay để tạo nên tương lai của các bạn ngày mai. Cầu xin lửa Thánh Linh của Chúa Ngài đầy rẫy trong tấm lòng của các bạn, để các bạn sẽ là những người đầy kết quả trong Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Hallelujah.